Nữ vận động viên chứng minh ăn chay vẫn có cơ bắp cuồn cuộn trước khi thi đấu. Natalie thường tiêu thụ gấp đôi lượng protein thực vật so với ngày thường để siết chặt các múi cơ. Natalie nhiều lần tham dự giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ vận động viên thể hình và đạt được thành tích cao. Protein từ động vật là nhóm thực phẩm quan trọng để cấu tạo và duy trì cơ bắp. Cũng chính vì vậy, người tập gym, vận động viên thể hình luôn ưu tiên nhóm thực phẩm này nhằm kiến tạo hình thể săn chắc, nổi rõ 6 múi. Tuy nhiên, Natalie Matthews, 28 tuổi, nữ vận động viên thể hình người Mỹ đã chứng minh protein từ thực vật cũng có khả năng làm điều đó. Natalie có xu hướng ăn chay từ bé khi phần lớn các bữa ăn cô đều bỏ lại thịt. Cách đây 5 năm, sau khi chồng cô được bác sĩ khuyên nên kiêng sữa và chế phẩm từ sữa để cải thiện bệnh xoang mũi, Natalie cũng không tiêu thụ nhóm thực phẩm này, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ ràng. Các đốm mụn của tôi biến mất và thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Nguyên tắc trong chế độ ăn chay của Natalie là tiêu thụ đủ lượng protein cơ thể cần. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, phụ nữ có cân nặng khoảng 68kg thì cần 54g protein mỗi ngày. Tuy nhiên, trong thời gian thi đấu, Natalie sẽ tăng gấp đôi lượng protein so với ngày thường là 110g mỗi ngày và đảm bảo 80% thực phẩm ở dạng thô, ít qua chế biến nhất có thể, whole food. Khi có giải đấu, Natalie sẽ tăng gấp đôi lượng protein trong thực đơn hàng ngày. Nguồn protein thực vật yêu thích của Natalie là các loại hạt đậu, đậu phụ, rau xanh. Một trong những điều tôi thích nhất khi ăn chay đó là bạn có thể ăn thỏa thích cho đến khi no bụng, thực vật thường có lượng calo thấp, vận động viên người Mỹ khẳng định. Bữa sáng của Natalie thường bắt đầu với một cốc nước lọc nhằm giúp cơ thể đào thải cặn bã, độc tố sau một đêm dài. Sau đó, nữ vận động viên ăn một lượng nhỏ yến mạch cùng các loại quả mọng để có sức cho ca tập buổi sáng. Cô cũng thường xuyên thay đổi thực đơn với các món như granola hạt bí hoặc bánh waffle chay. Ngoài ra, Natalie còn uống cà phê đen cùng đường cỏ ngọt. Rau có màu xanh đậm cùng các loại đậu là món ăn khoái khẩu của nữ vận động viên 9X. Sau khi trở về từ phòng tập, Natalie thường làm cho mình một bát salad với đậu lăng, đậu phụ, rau xanh, hạt bí ngô. Với nguyên tắc có đủ nhóm dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, protein nhằm hồi phục cơ bắp sau khi vận động. Natalie cũng dự trữ các món ăn vặt trong nhà như các loại bánh có thành phần thuần chay, thanh protein với sô-cô-la và bơ lạc, phòng khi đuối sức. Natalie chú trọng tiêu thụ đầy đủ các nhóm chất bao gồm tinh bột, chất béo, đạm từ thực vật. Bữa tối yêu thích của nữ vận động viên thường là một bát cơm chiên, không chiên cùng dầu, với đậu phụ, rau, bột nghệ. Một ly trà kombucha vào bữa tối có tác dụng giúp hệ tiêu hóa của Natalie làm việc tốt hơn. Natalie khẳng định việc không tiêu thụ thịt giúp cô khỏe mạnh, đủ duy trì thể lực và cơ bắp cho các giải đấu. Ăn chay khiến tôi thấy thoải mái bởi nó có lợi cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường, động vật. Ngày nay, ăn chay cũng đa dạng và phổ biến hơn rất nhiều. Bạn có thể mua thực phẩm ở các cửa hàng tạp hóa hoặc đi ăn nhà hàng.